hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home, được bảo tính chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại vòng loại U23 châu Á. Và nhiều người có thể đang đặt câu hỏi, có gì hấp dẫn khi xem đội tuyển U23 với nhiều cái tên còn xa lạ thi đấu hai trận với những đối thủ yếu như là Myanmar hay là Đài Bắc Trung Hoa? Vậy thì hãy nhìn bảng sau đây. Nếu như trong năm 2022, đội tuyển quốc gia chỉ thi đấu duy nhất một giải là vòng loại World Cup diễn ra trong 3 tháng đầu năm, thì đội tuyển U23 sẽ chinh chiến tại 3 sân chơi lớn, đó là SEA Games dự kiến diễn ra vào tháng 5, vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào tháng 6 và ASEAN diễn ra vào tháng 9. Điều đó có nghĩa là trong năm 2022, chính lứa cầu thủ U23 này mới là những người bận rộn hơn, đồng thời cũng phải chịu nhiều áp lực về thành tích hơn so với những người đàn anh. Đưa ra một chút so sánh để thấy, với huấn luyện viên Park Hang-seo vào lúc này, việc chăm chút cho lứa cầu thủ U23 cũng là một nhiệm vụ quan trọng chẳng kém với đội tuyển quốc gia. Và vòng loại U23 châu Á sắp tới cũng có thể coi là một giải đấu để ông có thể chuẩn bị lực lượng cho mục tiêu quan trọng của năm sau. Lứa U23 này được tập trung rất nhiều lần cùng nhau trong một năm qua, được ban huấn luyện liên tục sàng lọc để có những cầu thủ tốt nhất đang có mặt ở Kyrgyzstan vào lúc này. Nhưng điều mà tập thể này còn thiếu là những cơ hội để được cọ sát bằng những trận giao hữu quốc tế. Những cơ hội thực sự giúp họ có thể kiểm chứng sức mạnh, đồng thời thử nghiệm lối chơi, điều mà họ còn thiếu trong suốt một năm qua. Thế nên cũng dễ hiểu, khi mà vừa có cơ hội để đá giao hữu thôi, thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng lập tức thử nghiệm những sự thay đổi của mình. Tuần vừa qua có một điều vô cùng đáng chú ý, đó là lần đầu tiên kể từ khi đến Việt Nam làm việc, huấn luyện viên Park Hang-seo đã không sử dụng một sơ đồ 3 trung vệ trong đội hình xuất phát, mà thay vào đó là một sơ đồ với 4 hậu vệ giàu sức tấn công hơn. Đã giữ lại 4 cầu trong trận giao hữu với đội tuyển U23 Kyrgyzstan, huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với bộ tứ phòng ngự gồm cặp trung vệ Thanh Bình và Việt Anh, hai hậu vệ biên là Liễu Quang Vinh bên trái và Lê Văn Xuân bên phải. Ý đồ chơi cũng được thể hiện khá rõ ràng ở sơ đồ này. Khi triển khai tấn công từ tuyến dưới, Văn Xuân với khả năng tấn công rất tốt của mình đã được đẩy lên cao. Ở dưới, Thanh Bình, Việt Anh và Quang Vinh tạo thành bộ 3 hậu vệ, tức là khi tấn công, U23 Việt Nam trở về với sơ đồ 3-5-2. Trợ lý huấn luyện viên Trung Ngọc Cảnh cho biết đội hầu như không tập sơ đồ này trong các buổi tập vừa qua. Vì thế, thử nghiệm này vẫn còn khá mới mẻ với các cầu thủ. Và kết quả tất yếu là những chuệch choạc đã xuất hiện. Các cầu thủ chưa chuyển đổi mượt mà giữa hai sơ đồ khi tấn công và phòng ngự. Vì thế, thường bị động khi đối thủ phản công. Không ít lần khung thành của Quan Văn Chuẩn bị đe dọa từ những tình huống như vậy. Những khoảng trống từ cánh liên tục bị đối phương khoan phá. Và nếu các chân sút Kyrgyzstan có một chút sắc sảo thôi, khung thành của U23 Việt Nam đã không thể được giữ sạch. Sau khi đã thấy rõ những vấn đề, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng cho dừng cuộc thử nghiệm trong những phút cuối của hiệp 1. U23 Việt Nam trở lại với sơ đồ 3-5-2 quen thuộc và dần kiểm soát lại thế trận, để rồi sang hiệp 2 ghi thêm 2 bàn thắng nữa và khép lại màn tổng duyệt với chiến thắng 3-0. Tất nhiên, mọi sự thử nghiệm đều cần thời gian để có thể trở nên trơn tru. Và sự thay đổi này còn đặt ra một câu hỏi thú vị để chúng ta cùng chờ đợi. Đó là liệu chúng ta có thể được chứng kiến U23 Việt Nam sử dụng một sơ đồ 4 hậu vệ trong hai trận đấu vòng loại trước mắt hay không? Dù sao thì sau hai trận giao hữu với U23 Tajikistan và Kyrgyzstan, nơi mà tất cả các cầu thủ đều đã được trao cơ hội thể hiện mình và ban huấn luyện cũng đã lắp ghép được khoảng độ 4-5 đội hình khác nhau, thì chúng ta cũng có những cơ sở để phần nào hình dung được bộ khung mà huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sử dụng trong thời gian tới. Gần như chắc chắn thủ môn Nguyễn Văn Toản sẽ có vị trí chính thức trong khung gỗ dựa trên cả năng lực cũng như kinh nghiệm thi đấu của thủ môn này. Bộ ba trung vệ có thể sẽ là Đặng Văn Tới, Nguyễn Thanh Bình và Bùi Hoàng Việt Anh. Ngoài ra thì Liễu Quang Vinh cũng có thể là một sự lựa chọn xứng đáng khi cần người thay thế ở vị trí này. Tiếp theo đó, cánh phải sẽ là Lê Văn Đô, cánh trái là Lê Văn Xuân. Hai tiền vệ trung tâm là Trần Văn Công và Nguyễn Hai Long. Ngoài Hai Long thì Nguyễn Hữu Thắng cũng là một lựa chọn chất lượng cùng vị trí. Lý Công Hoàng Anh sẽ đá vị trí hậu công, còn cặp tiền đạo sẽ là Lê Xuân Tú và Trần Bảo Toàn. So với những lứa U23 trước đây thì phải nói rằng lứa này không có nhiều tên tuổi sớm nổi danh như là Quang Hải hay là Công Phượng. Trừ một số cái tên đã được gọi lên đội tuyển quốc gia như thủ môn Văn Toản, Bùi Hoàng Việt Anh hay là Lý Công Hoàng Anh, hoặc là một số ít cầu thủ đã gây được ấn tượng tại V-League như là Hai Long trong bóng đá Than Quảng Ninh hay là Mai Xuân Quyết của câu lạc bộ Nam Định, thì còn lại hầu hết là những cái tên còn khá xa lạ với người hâm mộ. Nhưng hãy yên tâm, vì trong những cái tên còn lại ấy vẫn còn nhiều tài năng khác rất đáng chờ đợi. Và sau đây là những gương mặt trong đội hình U23 Việt Nam mà chúng tôi kỳ vọng sẽ sớm được thấy họ tỏa sáng trong những giải đấu trước mắt.
Một trong những cái tên nổi bật nhất trong trận đấu với U23 Kyrgyzstan là thủ môn Quan Văn Chuẩn. Chuẩn có phản xạ tốt và luôn giữ được sự tập trung vào trận đấu. Nhờ thế mà khung thành của U23 Việt Nam mới được giữ sạch trước những pha phản công rất nguy hiểm của đội bạn. Dù vị trí trong khung gỗ của U23 Việt Nam gần như chắc chắn thuộc về thủ môn Văn Toàn, nhưng màn trình diễn của Quang Văn Chuẩn cho thấy rằng huấn luyện viên Park Hang-seo và cả câu lạc bộ Hà Nội đang có một sự lựa chọn chất lượng cho tương lai. Khác hẳn với màn trình diễn non nớt trước đội tuyển Trung Quốc cách đó chỉ vài ngày, trung vệ Thanh Bình khi trở về đội tuyển U23 Việt Nam đã cho thấy hình ảnh đầy chững chạc của một thủ lĩnh hàng phòng ngự. Ngoài sự bình tĩnh, khả năng đọc tình huống, Thanh Bình còn khá tự tin với trái bóng trong chân. Ở trận gặp U23 Tajikistan, trợ lý Kim Han-jun đã thực hiện 10 sự thay đổi người trong hiệp 2 và người duy nhất được giữ lại trên sân chính là Thanh Bình. Điều đó cho thấy vai trò của vệ sinh năm 2000 này trong lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam. Cái cách mà huấn luyện viên Park Hang-seo bố trí Lê Văn Đô thi đấu trong các sơ đồ khác nhau đã cho thấy điểm mạnh nhất của cầu thủ này. Cầu thủ trưởng thành từ PVF đã được sử dụng ở gần như tất cả các vị trí trên hàng tiền vệ trong một trận đấu với U23 Kyrgyzstan. Anh xuất phát ở cánh trái, khi lại sang cánh phải, lúc đá ở trung tâm. Quan trọng là Lê Văn Đô đã chơi khá tròn vai ở mọi vị trí, đồng thời ghi một bàn thắng và đóng góp một đường kiến tạo thành bàn. Trần Văn Đạt là một cầu thủ đặc biệt. Dù chỉ khoác áo câu lạc bộ Công an Nhân dân thi đấu ở giải hạng nhất mùa giải vừa qua, nhưng Văn Đạt thậm chí đã được huấn luyện viên Park Hang-seo bổ sung lên đội tuyển quốc gia. Anh trở thành cầu thủ duy nhất không chơi ở V-League vẫn được góp mặt ở đội tuyển Việt Nam. Hai bàn thắng ghi được theo cách khá giống nhau ở trận gặp Kyrgyzstan sau khi được vào sân trong hiệp 2 đã cho thấy những phẩm chất của cầu thủ này: tốc độ, tự tin và sở hữu cái chân trái rất khéo. Đây là cơ hội để chúng ta kiểm chứng năng lực của một lứa cầu thủ sẽ có trọng trách bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nam ở kỳ SEA Games trên sân nhà. Một lứa cầu thủ sẽ là nòng cốt của đội tuyển quốc gia trong tương lai, hay nói chính xác là một lứa cầu thủ của tương lai. Giải đấu sắp tới sẽ là cơ hội để quý vị làm quen với họ. Hãy đón xem các trận đấu của vòng loại U23 châu Á được tường thuật trực tiếp trên sóng của VTV và cổ vũ cho những chiến binh sao vàng của chúng ta. Máy lọc nước AO Smith công nghệ RO Sidestream bản quyền Mỹ mang đến nguồn nước tinh khiết nhất.